Chiều nay, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có những kết quả đáng ghi nhận, chú trọng công tác chỉ đạo, lãnh đạo tích cực thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch theo đúng định hướng của các cơ quan cấp trên, chủ động tích cực trong việc củng cố phát triển lực lượng, đấu tranh phản bác và tăng cường quản lý, đăng tải tin, bài viết, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên các trang thông tin điện tử. Thời gian tới, để tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Chỉ đạo 35 các cấp tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, bám sát tình hình, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, không để xảy ra điểm nóng về an ninh tư tưởng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan báo đài thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường dòng thông tin tích cực, chủ đạo, phản ánh chính xác những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin chính thống kịp thời về các vụ việc phức tạp, nhạy cảm.